kính chào quý vị tôi là mc ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thưa quý thính giả trong quản trị quốc gia văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị kinh tế xã hội nhưng hơn thế văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan trọng để quản trị hiệu lực hiệu quả khi quản trị quốc gia vận hành dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực chính là đang dựa trên các giá trị nền tảng để xác lập giá trị cốt lõi trong chuyên mục hôm nay Tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương, bài viết được đăng trên trang tuyên giáo.vn. Thưa quý vị, quản trị quốc gia được hiểu là cách thức thực thi quyền lực trong việc quản lý nguồn lực kinh tế và xã hội của một quốc gia vì sự phát triển. Đây là khái niệm xuất phát từ phương Tây, được dung nạp ở nhiều quốc gia và biến đổi phù hợp với đặc trưng hệ thống chính trị hành chính, truyền thống, văn hóa của mỗi quốc gia cụ thể. Tùy thuộc vào trình độ phát triển, đặc thù bối cảnh mà mỗi quốc gia theo đuổi những triết lý và mô hình khác nhau trong nền quản trị quốc gia. Cho nên, hiểu khái niệm quản trị quốc gia không chỉ áp dụng nghiên cứu quốc tế mà phải gắn với truyền thống, bối cảnh, văn hóa và các điều kiện thực tế của mỗi quốc gia, địa phương. Theo Francis Fukuyama khi bàn về quản trị quốc gia, không có nguyên tắc toàn cầu nào, kinh nghiệm tiên tiến nào một cách rõ ràng có thể áp dụng cho tất cả, mà giải pháp tốt phải mang tính địa phương, kiến thức về quản lý có đặc tính địa phương đến từ cơ hội, thói quen, tiêu chí và các điều kiện đặc thù của các địa phương, quốc gia cụ thể khi cố gắng làm cho những nghiên cứu về thể chế quản trị quốc gia trở nên khoa học cần phải đồng thời nhận ra tính phức tạp của những tác động xã hội và tác động của các nhân tố văn hóa quan niệm quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả ở việt nam hiện nay đang được triển khai theo hướng là quá trình nhà nước dựa trên những nguyên tắc chuẩn mực phổ quát của quản trị tốt để sử dụng các công cụ phương tiện và huy động mọi nguồn lực quốc gia trong việc ban hành tổ chức thực hiện các quyết sách mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội nhằm đưa quốc gia phát triển theo hướng hiện đại hiệu quả các nguyên tắc chúng mực phổ quát mà quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả gồm sự tham gia rộng rãi của người dân và trách nhiệm bổn phận công dân tính pháp quyền toàn diện và trách nhiệm của nhà nước công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của khu vực công đáp ứng kỳ vọng của người dân và xã hội ở mức cao đồng thuận và công bằng xã hội trách nhiệm quốc gia trong tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu phát triển bền vững cũng cần hiểu rằng quản trị quốc gia không chỉ bởi chính phủ nhà nước là một trong những chủ thể quản trị quốc gia quan trọng nhất nhưng không phải duy nhất điều này đã được khẳng định trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa mối quan hệ giữa đảng nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích mọi đường lối của đảng chính sách pháp luật và hoạt động của nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa đây cũng là cũng chính là cơ sở đặt ra yêu cầu năng lực quản trị quốc gia của đảng trong lãnh đạo nhà nước và nhân dân thực hiện các mục tiêu tầm nhìn phát triển đất nước, những thể chế tích cực và tiến bộ được tạo nên từ những chủ thể văn hóa tiến bộ. Ngược lại, khi thể chế không phù hợp, thiếu vắng tư duy văn hóa sẽ dẫn tới xung đột, khủng quản các giá trị, phá vỡ sự ổn định và phát triển bền vững. Do đó, những chủ thể quản trị quốc gia phải là chủ thể văn hóa, chủ thể đại diện cho những giá trị cốt lõi của quốc gia. Trong hoạch định chính sách, sự hời hợt, vô cảm, động cơ không trong sáng dẫn đến những chính sách xa rời mục tiêu, giá trị cốt lõi, nếu không tôn trọng các giá trị thì sẽ không gắn kinh tế với văn hóa, không gắn kinh tế với xã hội, với trách nhiệm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách và trong quá trình phát triển. Những sai lầm, hạn chế hoặc thao túng chính sách, tham nhũng chính sách, chính sách không tạo ra sự bình đẳng, không tạo ra động lực, nguy hiểm hơn có thể trở thành nút thắt, điểm nghẽn, cản trở, tức đoạt tiềm năng, nguồn lực quý giá của quốc gia, để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với xây dựng và bảo vệ các giá trị, làm biến đổi thiết chế xã hội, chuẩn mực đạo đức, cấu trúc xã hội, các mối quan hệ bên trong xã hội đó, làm mất niềm tin, suy yếu đồng thuận xã hội, gây mất ổn định chính trị xã hội. Trong những xung lực của phát triển, nhiều biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn, phản văn hóa, phản giá trị, loạn giá trị, đảo lộn giá trị, khủng hoảng giá trị đều là những cản trở cho nền quản trị quốc gia. Môi trường quản trị vận hành bề bộn bởi tệ quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí, vô cảm, thờ ơ trước mối quan tâm của nhân dân, thiếu ý thức pháp luật, tính kỷ luật và trách nhiệm thiếu dân chủ và tập trung chủ nghĩa cá nhân vị kỷ sùng bái đồng tiền quá đề cao danh vọng quyền lực mà tài năng thực chất bị xem nhẹ coi trọng địa vị hơn chuyên môn tinh thần trọng dụng người tài không trở thành văn hóa của đất nước mà phổ biến là bệnh thành tích tư duy nhiệm kỳ trọng bằng cấp không coi trọng thực học thực nghiệp nạn chạy chức chạy quyền thiếu chuyên nghiệp giá trị chuẩn mực hành vi chuẩn mực phải thông qua nhiều con đường nhiều chủ thể nội công ngoại kích từ nhiều kênh khác nhau cụ thể là được chiết xuất tổng thể từ nỗ lực giáo dưỡng tự thân của mỗi cá nhân vun trồng của tế bào gia đình bồi dưỡng trong môi sinh giáo dục chất lọc từ nền tảng văn hóa và truyền thống của dân tộc đồng thời được kiểm soát khuyến khích bảo vệ thiết lập vun đắp từ những định chế xã hội vai trò của dư luận xã hội báo chí truyền thông giới luật của các tôn giáo quy tắc đạo đức nghề nghiệp lối sống ứng xử xã hội định chế của các cộng đồng tổ chức quý vị thân mến quý vị vừa nghe nội dung bài viết phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia quản trị địa phương bài viết được đăng trên trang tuyên giáo vn Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ 15 phút ngày mai, 15 tháng 12 năm 2022. Thân mến chào tạm biệt.